Vào giờ này đến thời nghe pháp, xin toàn thể chư tăng, chư tu nữ, chư Phật tử chúng ta giữ yên lặng, lắng tâm nghe pháp. Bây giờ chúng ta sẽ lễ bái Tam Bảo trước khi chúng ta nghe pháp. Samanta chakavale su atagacchantu devata satamang muni rajasa sunantu sakamukhadam thamma savanakalo ayam padanta thamma savanakalo ayam padanta thamma savanakalo ayam padanta arahang samma sambuddho bhagava putthang bhagavantang abhivademi Svakato Bhagavata Thammo Thammang Namassami Subhatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sangkhang Namami. Đệ tử xin thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác là thầy của chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin thành kính đảnh lễ giáo pháp được Đức Thế Tôn khéo thuyết có công năng hướng thượng. Đệ tử thành kính đảnh lễ chúng thinh văn đệ tử Thế Tôn bậc thiện hạnh là phước điều vô thường ở đời. Nguyện hồng ân Tam Bảo xin hữu trì đến toàn thể chư đại đức tăng, quý tu nữ và chư thị nam tín nữ có mặt trong sáng hôm nay, mong cho tất cả được một năm sức khỏe dồi dào, trọn đặn sự an vui, tu hành tinh tấn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư ra sư mời chị Nam bước lên trên chánh điện mà mang dài dép kiểu đó. Đầu năm đầu tháng đừng để bị quở. Kính thưa quý vị, sáng hôm nay chúng ta đã làm được nhiều thiện sự. Chúng ta hồi tưởng lại những gì chúng ta đã làm được trong ngày hôm nay, chúng ta nên có cái sự tác ý hoan hỷ để đem lại sự an lạc thì chúng ta trong một năm mới. Nếu gặp nhau trong cái dịp đầu năm mà chúng ta chỉ có lời chúc tụng mừng tuổi theo cái phong tục thì không có chuyện gì để nói nữa. Nhưng mà hôm nay đó là ngày đầu năm, chúng ta chuẩn bị, chúng ta đã bước sang một năm mới. Có những việc cần phải làm nhiều hơn nữa trong việc tu tập, trong cái việc tạo phước. Cho nên sư mới có cái thời pháp để chia sẻ với quý vị những gì mà chúng ta cần phải làm trong năm nay. Ngày xưa bên Ấn Độ họ cũng có một cái lễ hội giống như lễ Tết của chúng ta vậy. Nhưng mà trong cái ngày lễ Tết á, người Ấn Độ tại Sawatthi thành Sa Vệ họ có một cái tập tục giống như ở các nước Thái Lan, Tích Lan v.v.
Thì những cái dịp lễ Tết họ hay gặp nhau để tạc nước, hoặc là ở bên Ấn Độ họ gặp nhau trong cái dịp đầu năm thì họ tự do ngôn luận, nói chuyện bừa bãi, có thể mắng nhiếc chửi rủa với nhau không có phân biệt. Họ cho rằng làm như vậy đó là để mừng năm mới đem lại cái sự an lành. Nhưng rồi khi các cư sĩ họ đi đến chùa làm phước Chư Tăng, họ thỉnh Chư Tăng ở yên, thỉnh Đức Phật và Chư Tăng ở yên trong chùa, không có đi khất thực trong cái ngày Tết. Bởi vì nếu mà Đức Phật và Chư Tăng, nhất là các vị A-la-hán, các ngài đi khất thực ở bên ngoài mà họ gặp, mà họ có những lời nói như thế thì chắc chắn là họ sẽ phải bị cái quả khổ đau. Cho nên họ thỉnh ở nhà, ở chùa để mà họ đi đến họ cúng dường. Sau 7 ngày lễ hội thì lúc đó họ đi đến chùa, họ vấn an Đức Phật và Chư Tăng. Trong 7 ngày qua chắc có lẽ là ở chùa Chư Tăng, Đức Phật, Đức Thế Tôn và chúng tỳ kheo được an ổn. Bản thân của chúng con là những người cư sĩ ở bên ngoài, chúng con phải chịu đựng cái phong tục rất là kỳ lạ và mất an. Người Việt Nam chúng ta mừng Tết, đón xuân thì chúng ta không đến nỗi. Tuy nhiên cũng có một số nơi họ thay vì trang nghiêm yên tĩnh lễ ông bà cha mẹ chúc Tết bạn bè thân hữu bà con lối xóm như thổi xưa thì cái đó nó tốt, không có gì hết. Nhưng mà đằng này có một số người bây giờ, nhất là cái người trẻ, nhân cái ngày lễ hội này họ nghỉ đi làm, họ phóng dật, họ vui chơi, họ nhậu nhẹt, cờ bạc, say xỉn, họ đi đến chỗ này chỗ kia, họ la hét cười đùa. Nhưng mà thưa quý vị, họ quên một điều, chính do cái sự phóng dật, do cái sự dễ vui đó khiến cho họ phải gặp không ít những cái phiền toái ở trong một năm. Và khi đó Đức Thế Tôn ngài dạy rằng Pada Pamada Manduyun Chanti Pala Dhamme Thino Chana Apamadang Metawi Thanang Sách Thăng và rắc khai tiết. Chúng ngu si thiểu trí, chuyên sống đời phóng dật. Người trí không dễ vui như giữ tài sản quý. Và Đức Phật ngài còn thuyết thêm một câu nữa: Pamada manujun chê thái ma pamada pam ma kama rati santhawang apamado apamato hi chayanto bapoti vipulang sukhan. Chớ sống đời phóng dật, chớ đắm say dục lạc, bởi người không, bởi không dễ vui thiền định đạt được an lạc lớn. Thế nào là cái sự dễ vui ở đây thưa quý vị?
Khi mà chúng ta vui quá lố, mà chúng ta nói năng bừa bãi, hành động bừa bãi, hay là chúng ta tạo những cái nghiệp về thân như sát sanh, trộm cắp, tà dâm, miệng nói lời dối trá, nói độc ác, nói vô ích, nói đâm thọc, cái đó chúng ta gọi là cái sự dễ vui. Mình là một người Phật tử tu tập thì chúng ta nên biết quý trọng cái pháp không dễ vui appamado. Đối với các vị xuất gia thì ngày nào cũng thiền định, ngày nào cũng an trú trong đề mục pháp để có được cái sự an lạc lớn. Bởi vì khi mà mình sống không phóng dật thì tâm của chúng ta nó sẽ được bình yên. Còn khi mà chúng ta dễ vui, chúng ta khởi lên tham sân si thì chúng ta sẽ không có được an bình. Người Phật tử chúng ta, người cư sĩ thì chúng ta trong cái ngày xuân, ngày Tết, chúng ta không có sự dễ vui là chúng ta đi đến chùa không phải để chúng ta tham quan cảnh trí rồi chúng ta vui cười hớn hở, mà chúng ta quên đi cái sự già, cái sự chết của mình. Chúng ta lo chúng ta tạo phước. Thì người cư sĩ thì chuyên tâm tạo phước, nhưng mà tạo phước của người cư sĩ ở đây đó thì một là cái ngày đầu xuân đó, chúng ta giữ thân hiền thiện, lời nói hiền thiện và tư tưởng hiền thiện. Có như vậy thì chúng ta mới được cái sự an vui và chúng ta mới có được cái sự thuận lợi trong suốt cả năm. Đức Phật ngài dạy ở trong bài kinh Cát Tường ở Tăng Chi Bộ Kinh này, các tỳ kheo, những người nào buổi sáng thân làm thiện, khẩu nói lời thiện, ý suy nghĩ thiện, người đó gọi là có buổi sáng Cát Tường. Người nào buổi trưa thân làm thiện, khẩu nói lời thiện, ý suy nghĩ thiện thì gọi là có buổi trưa Cát Tường. Người nào buổi chiều thân làm thiện, khẩu nói lời thiện, ý suy nghĩ thiện thì gọi là có ở buổi chiều Cát Tường. Nếu cả ngày, cả ba ngày mùa xuân mà chúng ta giữ giới, tức là thân hiền thiện, khẩu hiền thiện và ý hành thiện, nếu ba ngày xuân mà chúng ta đi chùa lễ Phật, chúng ta làm phước cúng dường, đó là thân hiền thiện, khẩu nói lời thiện, ý suy nghĩ thiện. Khi mà chúng ta đã có thân khẩu ý hiền thiện thì chúng ta có lo gì trong một năm mà chúng ta bị xua đuổi đâu. Ở đây thưa quý vị, ác nghiệp ở trong quá khứ nếu chúng ta có làm mà ngay trong hiện tại mà chúng ta ở bốn cái môi trường thích hợp thì nó sẽ trổ quả ác cho chúng ta khổ. Một, gati vipati, tức là cái sanh thú bất lợi. Ở trong quá khứ mình tạo ác nghiệp, rồi bây giờ mình sống ở trong cái môi trường như là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, atula thì ác nghiệp nó sẽ trổ quả thêm.
Thứ hai nữa gọi upati sampati, là nếu trong quá khứ mà tạo ác nghiệp mà ngay trong hiện tại là một người có cái thân tướng xấu xí, bệnh tật, thì như vậy nó sẽ trổ sanh cái ác quả. Nếu trong quá khứ mà tạo ác nghiệp mà bây giờ gặp cái thời kỳ mà chúng sanh mê loạn, dễ vui phóng dật, chúng ta sống chung trong cái thời kỳ đó thì chúng ta sẽ gặp cái quả khổ đau nó phát sinh. Nếu trong quá khứ mình đã tạo ác nghiệp mà bây giờ hiện tại người đó vẫn tiếp tục thân làm ác, khẩu nói lời ác, ý suy nghĩ ác, thì cái này được gọi là Vajo Gassamati, nó sẽ trổ quả. Ngược lại, nếu mà trong quá khứ mình làm thiện mà hiện tại một là Gati Samati, là chúng ta được sanh cõi người hay cõi trời, là cái môi trường tốt để cho thiện nghiệp trổ quả. Thứ hai nữa, ở trong quá khứ mình có làm thiện mà ngay trong hiện tại chúng ta có được một cái thân tướng khỏe mạnh, tốt đẹp, thì như vậy nó sẽ đưa đến cái quả tốt đẹp cho chúng ta. Nếu trong quá khứ chúng ta có làm thiện, bây giờ gặp cái thời kỳ mà chúng ta sống có được đi nghe pháp, hay là gặp gỡ thân cận với những người bạn lành, hiền lương đạo đức, thì chúng ta sẽ phát sinh lên quả vị tục tốt đẹp. Và cái điều thứ tư quan trọng đó, nếu trong quá khứ chúng ta có làm nghiệp thiện mà ngay trong hiện tại chúng ta đang có cái sở hành chân chính và yoga samadhi, thì đó là bốn cái môi trường thích hợp để cho thiện nghiệp trổ quả. Cho nên thưa quý vị, người mà đầu năm đầu tháng đó, khi mà họ đi đến họ xem bói, những ông thầy bói hay là những người họ đoán vận mệnh đó, họ nói rằng năm nay là cái năm cái tuổi của anh phát tài phát lộc, tuy nhiên họ vẫn khuyên một điều là mình phải cố gắng tu nhân tích đức, hoặc giả là cái quả trong quá khứ mình có tạo ác nghiệp nhưng mà hiện tại mình tu nhân tích đức á, thì trong năm này chúng ta sẽ tránh được cái tai họa, chứ không phải là cái sao hạn xui rủi mà nó chiếu mệnh rồi chúng ta cứ rầu buồn sa sút tinh thần, để rồi cái tâm bất thiện nó khởi lên rồi cứ tiếp tục cái trổ quả ác. Cho nên cái cách đó là chỉ có người Phật tử chúng ta là mới may mắn biết được cái cách để chúng ta hóa giải cái ác nghiệp của quá khứ, và chúng ta có cái phương pháp để chúng ta làm cho cái thiện nghiệp nó dồi dào, nó phong phú. Ví như cây giống tốt được trồng trên đất, nhưng mà người trồng rồi mình không chịu tưới nước mỗi ngày, không chịu bón phân, thì nó không có phát triển được. Cũng vậy, thiện nghiệp mình đã làm ở trong quá khứ mà ngay trong hiện tại mình không có tạo những cái công đức, không có tu nhân tích đức, thì như vậy cái thiện nghiệp đó nó sẽ bị èo uột, nó sẽ bị nghẹt lại, bị chướng ngại, nó không có trổ quả. Đây là cái cách mà các Phật tử chúng ta cần phải biết. Còn đối với bậc xuất gia đó, thì chúng ta cần phải hiểu rằng là đã gọi là đời sống xuất gia, bỏ nhà sống không nhà. Xuất gia đã là một điều khó, mà quan hỷ trong cái việc xuất gia lại là một điều khó nữa.
Nếu mà đời sống xuất gia mà chúng ta không biết cách tu tập thì chúng ta sẽ cảm thấy nó đơn điệu, nó nhàm chán. Tại vì người xuất gia chúng ta đó, chúng ta không có đi chơi, chúng ta không có tiệc tùng, chúng ta không có giao du với bạn bè thân hữu nhiều. Do đó cho nên chúng ta ở trong chùa không thì chúng ta sẽ buồn. Vì vậy cho nên khi mà bậc xuất gia đó, khi chúng ta xuất gia tu tập thì trong suốt 365 ngày một năm, lúc nào chúng ta cũng hoan hỷ trong cái việc học pháp và hành pháp, tức là thiền định. Đức Phật ngài gọi đó là cái nghề của bậc xuất gia, gọi là Anagarika Sipang, là cái nghề của bậc xuất gia, là học pháp với hành pháp thôi, cho đến khi mà chứng được đạo quả. Còn cái nghề của người tại gia cư sĩ thì đủ thứ nghề, sĩ nông công thương, nghề nào cũng tốt. Hay là ngư tiều canh mục cũng tương đối đỡ đi. Nhưng mà cái nghề của người cư sĩ, dù là nghề gì, chúng ta cũng phải giữ được cái thiện pháp, thì như vậy chúng ta mới có cái sự an vui. Ở đây đời sống tu tập của chúng ta đó, Đức Phật đã dạy, khi mà một vị chư thiên đi đến hỏi Đức Phật: chúng sanh chư thiên và nhân loại hằng tầm cầu hạnh phúc, bạch Đức Thế Tôn, xin ngài hãy thuyết về các cái điều hạnh phúc đó. Thì Đức Phật đã dạy 38 pháp hạnh phúc. Mà trong cái thời lượng ngắn như thế này thì sư không có thuyết hết cho quý vị nghe được 38 điều hạnh phúc đó. Sư chỉ nhắc một vài điều mà các Phật tử chúng ta phải lưu ý, và đối với bậc xuất gia phải lưu ý. Người cư sĩ chúng ta có những điều an lành hạnh phúc, chúng ta phải làm Mata Pitu Pathanang Puttada Rasa Sangaho Anakula Chakamanta Etamankalabutamang. Người cư sĩ ở nhà nuôi dưỡng cha mẹ, tiếp độ những người thân ở trong gia đình, vợ chồng con cái, làm cái điều tốt, rồi chúng ta nuôi dưỡng họ. Và chúng ta khi mà làm cái nghề nào, chúng ta không tắc trách cái nghề nghiệp đó, nghĩa là làm đến nơi đến chốn đàng hoàng, thì như vậy chúng ta sẽ được an lành hạnh phúc. Rồi người cư sĩ chúng ta cũng còn có những điều hạnh phúc khác, như là arati vareti papa macchapana chanyi sanyamo appamado chathamesu etamang kalamutamang. Arati vareti papa tức là tránh xa cái điều ác, chúng ta không có say sưa rượu chè, và chúng ta không có dễ vui trong các cái thiện pháp, các cái phước báu, vân vân. Người cư sĩ chúng ta có những cái pháp để an lành hạnh phúc đó. Nhưng mà hôm nay quý vị biết là quý vị được một cái điều hạnh phúc trong cái dịp đầu năm mà chúng ta không để ý. Khanh tiết cho sơ và chát sơ ta Samana nang chát đá sơ nang ca lê đá thăm bá sa cách chá Ê tâm mặc lâm bút tâm ăn.
trong đời sống của chúng ta, mà chúng ta có sự kham nhẫn chịu đựng, nghĩa là có cái đức tánh nhẫn nại, là một điều hạnh phúc. Chúng ta có cái tánh nhu thuận dễ dãi là một điều hạnh phúc. Mà đầu năm đầu tháng đó, mà chúng ta có được cái sự ý kiến các bậc sa môn, tức là chúng ta được gặp gỡ tiếp kiến các bậc xuất gia tu hành, thì cái đó là một điều hạnh phúc. Người ta quan niệm ở bên ngoài nó kỳ khôi lắm thưa quý vị. Ngày mùng 1 Tết mà họ đi ra họ gặp người tu á, thì họ cho rằng là xui. Nhưng người Phật tử chúng ta thì không có quan niệm vậy. Nếu quan niệm vậy thì giờ này quý vị không có đến chùa bữa nay mùng 1 Tết. Nhưng ngày mùng 1 Tết thay vì chúng ta đi gặp những cái con người độc ác, cái đó mới xui, mới rủi. Ngày mùng 1 Tết mà chúng ta đi đến chùa gặp gỡ chư tăng, chư ni, đó là một cái điều may mắn cho chúng ta, một điều hạnh phúc chúng ta, chứng tỏ rằng chúng ta có thiện duyên với cái điều lành. Do đó chúng ta sẽ thành tựu được nhiều cái phước báo. Thế cho nên chúng ta ý kiến các bậc sa môn là một điều an lành hạnh phúc của chúng ta. Còn đối với bậc xuất gia đó, thì chúng ta muốn được cái sự an lành hạnh phúc, thì ngoài cái pháp nhẫn nại dễ dạy ra đó, chúng ta còn thêm những cái pháp mà Đức Phật ngài dạy: Tapo cha Brahmacharya cha Arya Sacca na Dasanang Nipana Sacchikriya Etamaklabutamang, thực hành thiền định, sống đời sống phạm hạnh, tỏ ngộ được bốn chân lý khổ tập diệt đạo, đắc chứng niết bàn, đó là hạnh phúc cao thượng của bậc xuất gia. Nhưng nếu không được như vậy thì chúng ta làm như thế này: Phuthasalo katamme hi cittang yasena kambate asokang vada chang kemang etamaklabutamang, là khi mà xúc chạm với tám pháp đời khen chê vui khổ đặng mất vinh nhục, tâm không bị dao động, đó là một điều hạnh phúc. Và đời sống của chúng ta đó, bậc xuất gia làm sao để tâm của chúng ta vô nhiễm, vô sầu, tự tại, đó là hạnh phúc. Cái tâm vô nhiễm có nghĩa là bậc xuất gia không có tham đắm ở trong danh lợi, đó là vị xuất gia hạnh phúc. Một vị xuất gia nào tâm ham danh ham lợi là vị đó sống khổ chứ không phải là lạc. Quý vị nhớ kinh nghiệm ví dụ đó, chứ đừng có nghĩ rằng là tại sao người ta có nhiều danh nhiều lợi, được lợi đắc cung kính, mình không được. Thưa quý vị, chính vì chỗ người ta được lợi đắc cung kính, đó là người ta bị mồi của ác ma, họ sẽ bị khổ. Còn khi mà chúng ta sống, chúng ta xuất gia mà chúng ta bỏ danh bỏ lợi, không có tham đắm, cái đó mới là hạnh phúc. Tâm không động không sầu thì đó cũng là một điều hạnh phúc. Nghĩa là chúng ta sống giữa cuộc đời này, dầu cho người ta khen tâm cũng không dao động, người ta chê cũng không dao động. Một lần Đức Phật cùng với chúng tỳ kheo du hành từ Sawatthi đi đến tại Vesali. Trên đường đi cùng chiều quá, hai thầy trò của Bà La Môn, của du sĩ ngoại đạo, ông thầy á thì dùng muôn ngàn lời lẽ để chỉ trích Phật pháp tăng, còn người học trò đó
thì dùng muôn ngàn lời lẽ để tán thán Phật Pháp Tăng. Các vị tỳ kheo đi ở bên cạnh các vị nghe vậy đó, cái tâm của các vị bị dao động, sao động. Để nghe người ta khen thì thấy nó vui, mà khi người ta chê thì thấy nó buồn. Khi đến tại thành Vesali, các vị ngồi hội họp với nhau bàn tán cái vụ mà hai thầy trò nói những lời mâu thuẫn với nhau, thì Đức Phật Ngài đến đó, Ngài nghe câu chuyện của các vị bàn luận, Ngài khuyên các vị tỳ kheo nên giữ cái tâm hành xả. Người ta khen cũng đừng có mừng, mà người ta chê cũng đừng có buồn. Rồi ở đây thưa quý vị, Đức Phật Ngài nhắc lại ở trong quá khứ, thời kỳ Đức Phật Kassapa, lúc đó ác ma nó nhập vào tâm của các người gia chủ, cư sĩ. Nó mắng giết chửi rủa các vị tỳ kheo. Đức Phật Ngài biết, Đức Phật Kassapa Ngài biết ác ma nó quấy rối làm cho tâm bị, các vị tỳ kheo bị dao động, bất an. Cho nên Ngài mới gọi đến, Ngài nói rằng: này các tỳ kheo, nay ác ma nhập vào tâm của các gia chủ để phỉ báng, để mắng giết chửi rủa chư tăng. Các ngươi nên an trú cái tâm từ, tâm không có bị bực bội khó chịu vì những lời đó. Nếu như mà bực bội khó chịu vì những lời đó là các ngươi đã làm theo cái ý muốn của ác ma. Ngài khuyên gì? Khoảng chừng 3-4 ngày sau đó thì ác ma có bộ chuyển tâm của các vị tỳ kheo làm dao động không được, cho nên ác ma mới nhập vào tâm của các vị gia chủ. Lúc bây giờ tự nhiên họ trở nên tử tế với các vị tỳ kheo. Gặp chư tỳ kheo đi ở ngoài đường, đi khất thực, họ cung kính đảnh lễ, rồi họ cúng dường dồi dào. Đức Thế Tôn Kassapa Ngài gọi chư tăng đến tập hợp lại, Ngài khuyên rằng: này các tỳ kheo, nay ác ma nhập vào tâm của gia chủ cư sĩ để cung kính đảnh lễ cúng dường, hầu chuyển tâm của các ngươi. Do đó các ngươi phải giữ cái tâm bình tĩnh, quán thân bất tịnh, để mà không có sự tham đắm ở trong lợi đắc cung kính. Thì Đức Phật Ngài dạy như vậy, các vị tỳ kheo làm giống y như lời Đức Phật. Thì các vị đó chắc 2-3 ngày sau ác ma làm được nó biến mất tiêu, thì trả lại cái đời sống bình thường. Ở vị xuất gia của chúng ta, đừng nghĩ rằng khi mà chúng ta có cái việc xung đột với người khác, gặp những người khác họ mắng giết mình, mắng giết lại, họ chửi rủa mình, chửi rủa lại, mình làm như vậy là mình thắng thế không có đâu. Tức là làm như vậy đó là bản thân của chúng ta, cái vị xuất gia bị động, mà tâm bị động là chúng ta mất an vui, mất ăn mất ngủ. Còn khi mà chúng ta gặp cái đó, chúng ta bỏ qua kệ nó, gọi là mặc kệ nó, mắc kệ nó, nó bỏ qua đi. Giờ như vậy mà chúng ta sống được an lạc. Tâm không sầu là chúng ta sống không có chuyện gì để chúng ta buồn phiền lo âu cả, bởi vì chúng ta đã xuất gia rồi, chúng ta từ bỏ gia đình, bỏ tài sản, bỏ nhà cửa, bỏ cha mẹ, bỏ vợ con, chồng con, đi xuất gia. Thì bây giờ chúng ta không vướng bận gì hết, nhưng mà nhớ điều là khi mà chúng ta xuất gia là chúng ta phải dứt khoát, phải dứt khoát từ bỏ hết, không có bị vướng bận,
Thì như vậy chúng ta mới có cái sự an lạc, chúng ta không có sầu muộn. Một vị tỳ kheo nọ, sau khi xuất gia xong, ngài là vị A-la-hán. Lúc bây giờ cái người vợ cũ của ngài đó, cô ta sống khó khăn, cô ta muốn lôi kéo ngài trở về đời sống cư sĩ, mới ẵm đứa con bé bỏng đi đến đặt trước mặt ngài. Khi ngài đi khất thực đặt trước mặt giữa đường, nói ngài hãy lo cho đứa bé tội nghiệp đó. Cái ngài nhìn thản nhiên rồi ngài tránh qua chỗ khác ngài đi. Cô ta làm như vậy nhiều lần không được, thôi cô ta ẵm về cô ta nuôi. Rồi sau đó cô ta mới đi tìm hiểu Phật pháp, mới đi xuất gia làm tỳ kheo ni và cũng chứng được đạo quả. Thì ở đây thưa quý vị, là chúng ta sống ở trong cái cuộc sống này, thật sự ra người cư sĩ có nhiều cái chuyện buồn lo ưu tư, cho nên người cư sĩ thường hay khổ. Mà nếu mà xuất gia chúng ta mà để ưu tư buồn lo bực phiền là chúng ta giống như người cư sĩ thôi, nhiều khi chúng ta còn tệ hơn nữa. Tại sao vậy? Bởi vì cái môi trường người cư sĩ đó là khó nhiếp phục tâm, cho nên họ sầu muộn lo âu phiền não. Còn như đời sống chúng ta có cái môi trường quá lý tưởng, thì do đó cho nên hễ khi mà tâm nó vừa dao động vừa bực phiền là chúng ta phải nghĩ rằng nếu ta bị dao động, ta bực phiền, ta âu lo thì ta sẽ không có sự an lạc. Thế là chúng ta dứt khoát bỏ ra qua một bên liền. Đời sống xuất gia chúng ta sở dĩ mà sư nói nhiều như vậy là vì trong hội chúng của chúng ta, hội chúng nghe pháp ở đây đó, vừa có bậc xuất gia mà vừa có người tại gia cư sĩ nữa. Cho nên sư trong cái thời pháp này, trong cái dịp đầu năm, sư muốn khích lệ sách tấn cho quý vị làm sao để chúng ta tu tập cho tốt. Và khi mà bậc xuất gia làm đúng phận sự của bậc xuất gia, khi xúc chạm việc đời tâm không động không sầu, tự tại và an vô nhiễm, thì gì đó là phúc lành cao thượng. Còn đối với người tại gia cư sĩ thì chúng ta nhẫn nại dễ dãi, năng ý kiến các bậc sa môn, chúng ta từ bỏ những ác pháp chúng ta không có say sưa rượu chè, và chúng ta không dễ vui bỏ qua những cái thiện pháp, để đó là chúng ta đạt được cái sự hạnh phúc. Tất cả những gì sư trình bày cho quý vị nãy giờ đó là đều nằm ở trong 38 pháp hạnh phúc mà Đức Phật đã dạy. Đừng đi tìm cái hạnh phúc diễn vong ở đâu, tức là chúng ta đừng sống hồi tưởng quá khứ vàng son rồi chúng ta than thở vô ích. Chúng ta đừng có mơ ước cái hạnh phúc ở tương lai khi mà nó chưa có xảy ra, chưa có đến. Chúng ta phải biết ngay trong hiện tại, Đức Phật đã dạy tạo nhân hạnh phúc thì nó sẽ phát sanh hạnh phúc. Chúng ta có trồng cây thì chúng ta mới gặt hai quả. Cho nên hồi sáng đến giờ đó là chúng ta có trồng những cái cây thiện pháp, chúng ta gieo giống lành nhiều rồi, bố thí làm rồi, trì giới làm rồi. Bây giờ chúng ta nghe pháp, chúng ta cũng sắp làm xong rồi. Thì như vậy trong cái ngày đầu năm đầu tháng mà chúng ta làm được ba cái thiện sự đó, thì thưa quý vị, nó không có cái gì là hạnh phúc hơn cái đó nữa. Người ta ở bên ngoài từ sáng đến giờ, người ta lo ăn mặc chải chuốt, đi chơi ở chỗ này chỗ kia, viếng thăm bà con lối xóm
tụ họp với bạn bè để mà ăn tiệc tùng. Nhưng mà sáng đến giờ họ ăn thì nhiều, họ ăn vật thực thì nhiều, nhưng mà họ đối với phước. Còn như chúng ta hồi sáng đến giờ thật sự bước vào đây sáng giờ chưa ăn gì cả, nhưng mà chúng ta lại no cái phước báu. Quý vị nhớ vậy, chúng ta đã làm thiện nhiều quá. Quý vị cứ yên chí, Đức Phật là dạy không có sai, Ngài là bậc A-la-hán chánh đẳng giác, Ngài dạy không có sai. Và chúng ta chỉ có cần có cái niềm tin và chúng ta thực hành theo lời Phật dạy là chúng ta được an lạc rồi. Cho nên trong thời pháp sáng hôm nay, xin gửi đến quý vị với cái nội dung thời pháp như vậy. Nhân dịp đầu năm, sư kính chúc chư tôn đức tăng quý tôn nữ luôn luôn có một đời sống phẩm hạnh tốt đẹp và cả e vui trong đời sống phẩm hạnh hoài hoài. Và sư cũng chi phước và tùy hỷ phước với chư thị nam tín nữ, mong cho các Phật tử chúng ta do nhờ công đức đã làm được trong ngày hôm nay và những ngày qua, mong cho quý vị được thành tựu mọi sự cát tường y theo ý nguyện do năng lực của phước báo mà quý vị đã tạo. Và cũng xin chi phước này đến tất cả chư thiên, Đức Trời Đích Thích, Tứ Đại Thiên Vương và chư thiên hộ pháp, các vị hãy hoan hỷ với pháp thí, với Phật ngôn đã được thuyết giảng này. Và xin quý Ngài hãy hậu trì đến Phật pháp được bền lâu, và hậu trì chúng đệ tử của Đức Thế Tôn bậc xuất gia tại gia luôn được sự an vui, tránh khỏi những điều rủi ro tai hại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.